sáu người đàn ông trẻ tuổi này đã đi bơi dưới đáy biển sâu trên một chiếc du thuyền thang trên thuyền quên đặt nó xuống mặt nước cách bong chưa đầy hai mét bây giờ là khoảng cách giữa sự sống và cái chết họ đã thử mọi cách để tồn tại chẳng hạn như dẫm lên một con cá heo bơm hơi để leo lên kết quả là con cá heo bơm hơi bị dò gì khí trước khi leo lên bong tiếp theo họ cố gắng nắm lấy lá cờ đang vẫy ở mũi tàu anh chàng đẹp trai với khả năng nhảy tốt nhất người đầu tiên nhảy lên và bắt đầu trèo lên trong khi kéo cờ chất lượng lá cờ quá kém nó bị gãy và vỡ làm đôi anh trai đẹp trai xui xẻo vừa rơi xuống nước lại anh dâu bên cạnh khôn ngoan nhặt lá cờ gãy nhét vào quần lót, nó dường như không có bất kỳ công dụng nào khác. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu 6 con xui xẻo này với các bạn. Họ đều là bạn học cũ của chủ tàu anh đẹp trai. Họ lần lượt là anh trai đẹp trai và em gái ba ua. Anh biết và bạn gái, và một với một đứa trẻ một tuổi trên tàu, anh trai tóc xanh và em gái mặc vest của vợ, tranh thủ thời tiết nắng đẹp hôm nay, chỉ cần ra khơi và thưởng thức bữa tiệc trên biển và bầu trời. Lúc đầu, mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở vùng biển không có người ở. Chỉ có người phụ nữ mặc vest mắc trứng sợ nước mới mặc áo phao. Chậm trễ xuống nước, khi anh trai đẹp trai phấn khích anh chỉ đơn giản là chọn áo vest của chị gái. Lao xuống biển, chị áo vest sợ đến mức choáng váng ngay lập tức tại chỗ hóa ra cha cô đã đưa cô đi bơi ở biển khi cô còn rất nhỏ kết quả là anh gặp tai nạn và cha anh mất tích giữa biển cả mênh mông và cô ấy mắc chứng sợ nước bây giờ họ đang ở trong một tình huống tương tự cả sáu người trong số họ đều ở dưới biển bây giờ là lúc mặt trời độc nhất chẳng mấy chốc mọi người đều mệt và khát chúng được bao quanh bởi nước biển nhưng không uống được một ngụm nào cuối cùng chị bao người đầu tiên xuống nước đã kiệt sức vì vậy cô ấy đã nắm lấy chị vest tôi chuẩn bị xe áo phao của cô ấy và tự mặc vào anh trong tóc xoăn của chị vest không thể không giận ngay từ cái nhìn đầu tiên với một cái tát chị bị đẩy ra xa tôi đã mắng chị bua vì đồ vô liêm sỉ kết quả là chị ba ơ đã khóc trong đau khổ mắng rằng tôi không biết bơi bạn không muốn giúp tôi bầu không khí tuyệt vọng trong một thời gian anh chàng to lớn lo lắng nhìn xung quanh bỗng một chiếc điện thoại quen thuộc vang lên sáu người không may mắn đã quên đặt thang xuống du thuyền đã ở dưới biển hơn 2 giờ nghe tiếng chuông điện thoại hạnh phúc ngập tràn như một triệu trong ngân hàng họ vội vàng giật mạnh áo khoác của mình tôi không biết điện thoại có bị ướt không hoặc tín hiệu từ biển không tốt anh em dâu có thể nghe rõ nhau bên kia không thể nghe thấy một lời nào anh dâu không làm được phải dập máy và gọi cảnh sát để được giúp đỡ kết quả là lúc này điện thoại có màu đen trực tiếp trong cơn thịnh nộ anh biết đã ném chiếc điện thoại xuống biển lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình mua một chiếc điện thoại chống nước nó quan trọng như thế nào lúc này anh mày dâu thông minh đã nghĩ ra cách tại sao bạn không cởi đồ bơi và quần của bạn cộng với nửa cờ của riêng bạn chắc chắn có thể tạo ra một sợi dây giúp mọi người leo lên ở ngã rẽ của sự sống và cái chết các cô gái cuối cùng cũng buông bỏ sự kiềm chế của mình tặng cả bikini của bạn nữa cuối cùng cũng có một sợi dây dài hơn hai mét vừa lúc đó một chiếc du thuyền chạy ngang qua chàng trai lớn nhìn thấy hy vọng tuyệt vọng vẫy tay và hét lên về hướng du thuyền ai quan tâm đến khách du lịch ở phía đối diện tưởng họ đang chào tôi rất nhiệt tình với chào họ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhìn thấy hy vọng vụt tắt mỗi người đều chỉ có thể nghiến răng mà dựa vào chính mình để ngăn không cho sợi dây bị đứt xảy ra lần nữa lần này anh trai có dâu nhẹ hơn phụ trách việc leo núi tôi thấy bàn tay trái và tay phải của anh dâu đang chuyển động chậm cuối cùng khi một bàn tay chạm vào mép của bộ bài sợi dây lại tách ra kèm theo tiếng rít anh dâu xui xẻo lại vừa rơi xuống biển bắn tung tóe làm dập tắt hy vọng của mọi người nhìn mọi người tiếp tục ngâm mình trong nước thấy may mắn hơn kém may mắn hơn anh chàng tóc xoăn im lặng nãy giờ đứng bật dậy anh ta ngậm con dao trong miệng vào đáy thuyền và cố gắng tháo dỡ thứ gì đó để dùng làm bàn đạp vô tình con dao tuột khỏi tay biết rằng đây là công cụ duy nhất của họ người thợ uốn tóc ngoài ý muốn vội vàng lao xuống lấy con dao thật khó để bắt con dao anh ấy cũng đã đặt đến giới hạn nín thở để lấy hơi người anh tóc xoăn bồng bềnh lên nhưng không chú ý đến đỉnh đầu với một tiếng thình thịch đầu anh ta va vào đáy thuyền chị áo vest nghe thấy động đã nhanh chóng bơi qua giúp đỡ hóa ra chồng tôi tóc quăn chảy máu cả hai tay và mắt thì mất nét đã bị thương nặng nhưng dưới sự điều khiển của bản năng anh trai tóc xoăn vẫn trèo thuyền nâng đỡ cơ thể không bị chìm tình hình này càng trở nên tồi tệ hơn anh Zoria mà cầm dao hơi gãy anh ta lấy một con dao và nhắm nó vào khoảng trống trên thân tàu bắt đầu chọc rõ ràng là anh ta đang cố đào một cái hố như một điểm lực để leo lên sau khi nhìn thấy cảnh này khuôn mặt của anh trai đẹp trai thay đổi một cách điên cuồng bơi cho cuộc sống và nắm lấy con dao vừa cướp vừa nói chuyện con tàu du lịch của riêng bạn có thể trị giá hàng triệu đô la làm sao anh ta có thể đâm nó được hai người họ bắt đầu quan u sinh trên biển người đàn ông này có một kỹ năng gọi là một trăm phần trăm belly pick up tấm hỏi giật con dao găm với người anh em tốt của tôi vừa rồi kết quả là con dao găm xuất hiện trên bụng anh ta trong giây tiếp theo nhìn vết thương của anh dâu máu đang dì ra chẳng mấy chốc biển đã bị nhuộm đỏ mọi người vào đây bơi đi dùng phần quần áo còn lại để giúp sâu anh cầm máu anh biết rút dao găm ra giận dữ ném anh ta xuống biển rộng lớn bây giờ mọi người đều mất tất cả các công cụ sinh tồn của họ cũng lo lắng về việc cá mập đến thăm có mùi máu tanh cô em gái nhút nhát nhất bu ơ không thể chịu đựng được nữa cô ấy bơi sang một bên cố gắng giữ khoảng cách với máu kết quả là tôi đã đánh giá qua cao sức mạnh thể chất của mình sau một thời gian tôi cảm thấy kiệt sức và chìm xuống đáy biển một lúc sau anh đẹp trai phát hiện bạn gái đã đi mất mau lao xuống tìm kết quả là tôi thấy chị bu đã tắt thở đang dần chìm xuống đáy biển đen tối anh đẹp trai bất lực nổi lên lắc đầu với những người khác trong tuyệt vọng và cái chết của bâu ơ giống như lật đổ quân cờ anh dâu bị thương nặng đã sớm không trụ được nữa sau lời chào tạm biệt cuối cùng với bạn gái anh cũng từ từ nhắm mắt và chìm xuống đáy biển những người bạn đồng hành lần lượt chết hoàn toàn tức giận với anh chàng săn thật thà tôi đã thấy anh ấy bơi đến brother handsome vừa đấm anh ta chửi anh đẹp trai vì ngố tàu anh ta thậm chí còn đâm bạn bè của mình lúc này anh đẹp trai cũng gục ngã anh ấy oao wow wow oao giải thích anh ta không có tiền chiếc tiền này được anh ta thuê để hỗ trợ cảnh quay nếu du thuyền bị thương anh ta không thể trả tiền sau một khoảng thời gian trì hoãn như vậy mặt trời đã dần lặn đắm mình trong ánh hoàng hôn bạn gái của brother biết nhận ra tôi không thể vượt qua đêm một mình vì vậy cô ấy nói lời tạm biệt với mọi người một người bơi vào bờ nó cách biển ít nhất năm hoặc sáu cây em khả năng cao đợi cô cũng là cái cách chìm xuống đáy biển tại thời điểm này đứa trẻ đã không bú trong vài giờ đã thức dậy và đói chị vest bơ vơ tôi chỉ biết khóc khi ôm người chồng bị thương nặng với mái tóc quăn khóc như nhát dao cứa vào tim anh trai đẹp trai anh ta quyết định lấy lại con dao và đào một rãnh mới nay hơ xeo đào đã chìm xuống biển từ lâu anh ấy vẫn không xuất hiện sau một vài lần lặn và trời mưa to trên biển nước lạnh nhanh chóng chút hơi thở cuối cùng của người thợ uốn tóc cứ như thế này trong đêm tối thì còn lại người chị áo vest đi theo dòng chảy còn anh đẹp trai thì lặn mất tâm thể lực của con người suy cho cùng là có hạn anh trai đẹp trai chẳng mấy chốc đã hoàn toàn kiệt sức sống càng ngày càng xa chỉ khi anh trai đẹp trai nghĩ rằng anh ấy sẽ chết chị vest nghiến răng bơi qua cuối cùng cũng kéo anh ta trở lại du thuyền nhìn những người bạn của tôi bởi vì tôi đã lấy từng hộp cơm một rất tiếc anh đẹp trai chỉ cần xé ống kính trong kính bảo hộ bị kẹt trong một khoảng trống trên thuyền sau đó anh ấy nắm lấy ống kính bằng tay của mình để em gái dẫm lên tay và trèo lên do các cạnh của thấu kính cực kỳ sắc nét chị vest lần nào cũng cố leo lên anh ấy phải chịu đựng sự đau nhói của trái tim mình cuối cùng sau khi bàn tay của anh đẹp trai bê bết máu chị áo vest leo lên bong tàu cô nhanh chóng hạ thang treo của du thuyền sau đó nhanh chóng chạy vào cabin và bế con mình lúc này cô ấy đã khóc vì sung sướng cùng lúc đó anh đẹp trai cũng đụng thang treo cổ nhưng anh ta không leo lên cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân đã khiến anh mất hết can đảm để sống tôi thấy anh ấy đang bơi về phía sâu của biển để chống lại cơn bão ngay sau đó bắt đầu trôi theo dòng chảy vì thể chất kiệt quệ vào thời điểm quan trọng chị áo vest nhận thấy có điều gì đó không ổn cô ấy chạy lên bong và ném phao cứu sinh thật tệ là khoảng cách quá xa để tiếp cận lúc này cô lại nhớ về tuổi thơ của mình người cha đã chết đuối trước mặt anh ta sự can đảm không biết từ đâu đã giúp cô vượt qua chứng sợ nước của mình giận dữ nhảy xuống biển cố gắng kéo anh trai đẹp trai lên và lên một lần nữa sáng hôm sau trời nắng một chiếc thuyền đánh cá đã tìm thấy chiếc du thuyền thuyền trưởng tò mò tiến lại gần a còng lượt truy cập mới ít quan trọng nhưng tôi thấy rằng chỉ có chị gái mặc vest và em bé trên bong a còng lâu ki mới